đến với kênh Vịnh Miền Tây XT nha. Thì buổi chiều nay thì Vịnh đến chùa Phong Tức Chắc nha cả nhà. Đây thì ngôi sala của chùa Phong Tức Chắc nha. Thì hiện giờ thì Vịnh đến đây để ghi lại hình ảnh của ghe ngô của chùa Phong Tức Chắc, thì chuẩn bị cho mùa dạy festival năm 2024 sắp tới này đến đâu rồi. Và hiện giờ thì Vịnh bước đến chuẩn bị đến nhà ghe để như là xem về ghe ngô của chùa Phong Tức Chắc có chuẩn bị gì chưa. Thì giờ thì Vịnh đang bước đến nhà ghe nha cả nhà. Nào bây giờ mời cả nhà mình cùng đến nhà ghe để chiêm ngưỡng ghe ngô của chùa Phong Tức Chắc như thế nào nha. Sắp tới này thì như là sửa lại chiếc ghe ngô hoặc khi là sơn lại chiếc ghe ngô năm 2018 nha. Đó, thì giờ thì Vịnh có mặt tại chùa Phong Tức Chắc để đi vào nhà ghe coi thợ có đến sửa như thế nào không. Nào bây giờ mời cái nhà mình cùng bước chân theo Vịnh đến nhà ghe để coi ghe của chùa Phong Tức Chắc chuẩn bị như thế nào rồi ha. Nào bây giờ chúng ta cùng đi nha. Đây để cái nhà ơi, thì giờ mình đến đây thì có nghe tiếng máy đó, máy kia hay là máy mà gì đó mình cũng không biết rõ nha. Nào bây giờ chúng ta cùng đến để xem tình hình ghe như thế nào nha. Thì bây giờ mình đi vô nha. Đây cái nhà thì ghe đang vừa mài nước sơn mà bây giờ thợ cũng là vừa mài mà vừa sơn lót luôn nha. Đó để chuẩn bị cho kịp mùa dạy festival năm 2024 sắp tới nè ha. Đó thì nói chung thì nhà chùa đó, đang như là sơn lại những cái chiếc ghe đóng năm 2018 nha. Đó. Thì thợ vừa mài mà vừa sơn lót nha. Nè đây thì khúc này đó, sơn xong đó, sơn lót xong nha. Đây thì vừa mài mà vừa sơn lót luôn á, tức là làm cho kịp như là cho kịp thời gian để tranh thủ festival năm 2024 sắp tới này ha. Đây còn chiếc ở đây thì chiếc năm 2011 thì không có sơn, không có sửa lại nha. Đó cái nhà mình thấy là chiếc kia năm 2018 này rồi đã sơn lót ha. Thì lúc bắt đầu giờ bắt đầu mài thì Vịnh không thể đến kịp nha, còn thời gian đến cũng hơi muộn tí đó, cho nên là giờ thợ cũng đang sơn khúc này đó. Tức là khúc nào sơn là sơn lót nha, sơn trắng trước thì sau đó mới lên hoa văn nha. Chú cái này là sơn lót hả chú? Này là sơn lót hả? Sơn lót xong mới lên là sơn hoa văn, lên hoa văn đó chú. Sửa cấp tốc luôn ha, sửa cấp tốc luôn. Vừa mài vừa sơn luôn. Rồi mình đi phía sau tí xíu nha, để coi để là ghi trường cảnh hơn cho tất cả ý chú mình xem. Đó. Đây cái máy như là mài nước sơn nha. Wow, làm tính làm ngày cho ngồi luôn á. Làm cấp tốc luôn. Đây thợ hai bên, tức là cái máy mài là hai cái máy mài để mài hai bên nha. Đó. Đây rồi mình đi vòng qua đằng sau để cho tất cả quý chú mình xem. Đây mới mài được khúc này nha. Đó. Còn phía đằng sau cũng chưa rồi nha. Đây số chú. Đây giờ mình qua đằng sau. Đó. Quay lại để coi thợ đang mài như thế nào nha.
tạm ngưng. Đó, một mái một bên nha, tức là hai mái để làm sắp xếp. Đây cái máy mài bên đây đó, mài được khúc này ha. Thì nói chung thì nhà chùa cũng vừa bắt đầu làm để làm cấp tốc luôn, nên làm cho rồi sớm để chuẩn bị cho mùa dạ sắp tới nha. Thì lúc trước thợ thì không có thời gian đến như là làm sơn, cho nên là làm hơi trễ tí xíu cả nhà. Đây còn trước này, trước 2011 thì không có làm, không có sơn lại nha, để có khi là để nguyên xi như gì để xuống tập trên dòng sông luôn nha, có khi là để tập đó, không thể nó sơn được. Nói chung thì thợ cũng như là hai người ngoài đó, mới rồi thì người kia đã đi nghỉ chút xíu ha, còn bây giờ thì thay thế cho người tiếp tục ha. Kết lại video tại đây nha. Thì mình cũng xin kính chúc cho tất cả toàn thể một ngày mới tốt lành nha. Thì mình cũng xin tiếp video nha. Thì cũng kích thế xiết luôn, kích mừng ấy nó hơi luôn rồi, hoàn thiện luôn nó cà càng ngay nè. Thôi đặt tâm lại sân đi. Rồi, thở nhìn bà tí xíu nha. Sới tiếp sơn nha, nó sơn đó lớp màu trắng thì sau đó mới lên hoa văn nha.
Thôi bây giờ mình cũng xin khép lại video tại đây nha. Vĩnh cũng kính chúc cho tất cả toàn thể bà con mình xem video thật vui vẻ nha. Thì một ngày mới tốt lành nha. Rồi, Vĩnh xin khép lại video nha. Bye bye, hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha các nhà.